Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam thì giá vàng thế giới lao dốc với vàng giao ngay giảm 43,7 đô la Mỹ xuống còn 2.401,8 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức là 2.402,8 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 53,6 đô la Mỹ so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới đã mất hơn 2% trong phiên giao dịch cuối của tuần này do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Còn trong nước thì sau chuỗi ngày tăng phi mã, giá vàng miếng trong nước ổn định ở mốc 80 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó thì giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm sau chuỗi ngày tăng giá. Ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank thì đang bán vàng miếng SJC với giá 80 triệu đồng trên lượng. Vàng miếng các thương hiệu tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang niêm yết ở mức là 80 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng miếng SJC đang được các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tập đoàn Doji, công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu và tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào ở mức 78,5 triệu đồng trên lượng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh vàng giảm giá, chỉ số đô la Mỹ Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với sổ tiền tệ lớn, đạt mốc 104,37 điểm, tăng 0,42% so với hôm qua và tăng 2,81% từ đầu năm. Còn trong nước, thì Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 24.246 đồng, giảm 5 đồng so với trước đó. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do thì giao dịch ở mức 25.670 đồng ở chiều mua và 25.750 đồng ở chiều bán, tăng 25 đồng ở chiều mua vào và tăng 15 đồng ở chiều bán ra, song vẫn chưa thể lấy lại mốc 26.000 đồng trên 1 đô la Mỹ. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về giá vàng và giá ngoại tệ mà Minh Anh muốn gửi tới quý vị và các bạn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Sẽ nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.